ta. Đường nơi này có mấy cục lũ nè mọi người, đá cũng có mà lũ cũng có này. Này dòng này dòng đồ thủy sinh bắt hồ cá. Đá xanh đẹp chưa, nhìn này khá đẹp mọi người. Đây một ngọn núi, đá này là thiên tạo, trải qua hàng ngàn năm sự bào mòn của thời gian. Đây là tha hồ cá này, đây là một lỗ. Đem cọc này xuống rửa. Đây, đây là một cái trứng hàng khủng này, trứng khủng long. Này rửa luôn, hai cọc xuống xong rửa. Lội ra xong rửa cho nó sạch sẽ, lên màu mới đẹp. Lưỡi cục này trước ra. Đẹp à? Lên màu đẹp chứ bộ. Ngọt viên cái thứ hai này, trứng khủng long, cái này hàng khủng luôn. Có những miếng màu xanh, có những đá cộng sinh màu xanh, xanh đậm, xanh nhạt các kiểu. Này một sắc lát là đẹp nha, lát trễ về đục ra hai viên. Đây là có gì to gì đây.
đứa nào cũng rảnh nè. Sắp xếp cái mương này nó bắt cá hay sao? Mấy đứa nít cũng chơi trò này nè. Đồ ngon, đồ ngon, hàng ngon, trời ơi một viên rất là đẹp. Đẹp chưa? Đồ ngon, đồ ngon. Màu xanh nhớt mọi người. Trời ơi trời, nó có viên đá đẹp gì trời, màu sắc tự nhiên luôn mọi người. Trời ơi trời, viên này viên này cũng không có tuổi bay bằng. Nhiều viên màu sắc tự nhiên của nó rất là đẹp. Trời ơi trời, đẹp. Không có chỗ để mà chê. Bộ này thích cái hồ đẹp nè. Nhìn những cái bẫy. Biết sư gai làm đâu. Em có đá quý, đá thường thôi. Lượng được viên khá là đẹp. Màu sắc khá là ok luôn. Lát nữa về đi. Rất là sâu luôn. Nước này rất là sâu. Thank you.